huyết áp thấp hạ huyết áp có thể gây ra nhiều triệu chứng và dấu hiệu khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân gây ra. Dưới đây là một số triệu chứng và dấu hiệu phổ biến của huyết áp thấp. triệu chứng và dấu hiệu của huyết áp thấp một chóng mặt và cảm giác lân lân thường xảy ra khi đứng lên từ tư thế ngồi hoặc nằm cảm giác mất thăng bằng hoặc quay cuồng hai ngất xỉu mất ý thức tạm thời thường do não không nhận đủ máu. 3. Mờ mắt hoặc thị lực mờ, khó nhìn rõ mọi thứ, cảm giác như nhìn qua màn sương. 4. Mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi liên tục, không có năng lượng, thường kèm theo yếu đuối toàn thân. 5. Buồn nôn, cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu ở dạ dày. 6. Da lạnh và ẩm. Da trở nên lạnh, ẩm và nhợt nhạt. 7. Thở ngắn và nhanh, khó thở hoặc cảm giác không đủ không khí. 8. Nhịp tim nhanh hoặc không đều, cảm giác tim đập nhanh, không đều. 9. Khó tập trung, gặp khó khăn trong việc tập trung hoặc suy nghĩ rõ ràng. Khi nào cần gặp bác sĩ? Nếu bạn gặp các triệu chứng sau, hãy tìm kiếm sự tư vấn y tế ngay lập tức ngất xỉu thường xuyên, mất thị lực đột ngột, nhịp tim nhanh, không đều hoặc đau ngực, khó thở nghiêm trọng, mất tập trung kéo dài và không rõ nguyên nhân. Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng của huyết áp thấp, việc thăm khám và tư vấn bác sĩ là cần thiết để xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng